Hé hé lô chào tất cả mọi người đến với kênh Thức Vlog. Kênh phụ kiện chim cu gáy, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh em cách đặt hàng khi mua những sản phẩm bên em. Anh em đặt mua hàng gọi trực tiếp qua số 0376975766 để chốt đơn. Ngoài ra anh em có thể kết bạn Zalo qua số 0376975766 để xem hình sản phẩm, sau khi suy nghĩ 77-49 ngày có nên tỏ tình với người mình yêu hay không anh em hãy chốt đơn nhé, đừng nói yêu người ta rồi, lại nói lời yêu với 10 người khác tội con người ta lắm nha anh em. Nói vui quay lại chủ đề anh em đặt hàng gửi địa chỉ nhà và số điện thoại shop gửi đến tận nơi chín suối cho anh em luôn nha. Anh em nhận hàng rồi tính tiền cho nhân viên giao hàng bưu điện nha. Hãy vô đăng ký kênh theo dõi để được gặp chị Google ít hôm tôi kể chuyện ma, chuyện 18 cộng, anh thợ sửa ống gì đó cho mà nghe. A à, hi hi. Dầu tôi xin chào tất cả mậu người nhen, tôi đi rửa chén cho chồng chứ nó đánh SML. Nhớ đăng ký và chia sẻ cho tôi nha, cảm ơn mọi người. Yêu yêu yêu.